ba mẹ đi thăm nhà bà con, đồ ăn mẹ để sẵn trong bếp. Đốm ở nhà quen nhé. À, hôm nay chỉ có một mình ở nhà, thích quá. Trước tiên mình phải làm gì đây ta? À, phải rồi. Ngồi đi mấy bạn. Công nhận không có ba mẹ ở nhà sướng ghê. Muốn coi kênh nào thì coi. Đúng rồi đó. Coi tivi xong tụi mình làm gì nữa đốm? Tất nhiên là chơi rồi. Ai chiến thắng người đó sẽ được kho báu. Bây giờ sẽ là trò súng nước. Bằng chiếu. Shoo. Bùm. Bùm. Bằng. Yeah. Bây giờ sẽ là trò chơi họa sĩ. Trời ơi, cái gì vậy nè? Đó. Mẹ không cấm các con chơi, nhưng mà chơi xong thì phải nhớ dọn dẹp gọn gàng nha. Thôi, các con rửa tay rồi xuống bếp ăn bánh nha. Ba mẹ có đem bánh về nè. Dạ. Một cây, hai cây, ba cây. Ui da. Cây bút này nhìn ngộ ghê. Không biết của ai mà làm rất gây đầu của mình. Nhưng mà hình như nó từ trên cao rớt xuống thì phải. Từ trên trời rớt xuống. À, vậy là ông trời cho mình. Cây bút này là của mình. Wow, nhìn kỹ thấy nó đẹp ghê. Vẽ thử coi sao. Sao kỳ vậy? Thì ra đây là cái bút thần kỳ, vẽ bất cứ cái gì cũng thành thật. Hay quá.
quỷ quái này. Nè cậu bé, hãy trả cây bút lại cho ta. Bà là ai? Ta là phù thủy. Vậy cây bút này là của bà? Đúng vậy, đây là cây bút phép thuật. Nó rất là trung thành, nó chỉ có ích thực sự với chủ của nó thôi. Cây bút của bà thật là phiền toái. Vậy sao lúc nhặt được cậu không tìm cách đem trả? Con tất cả là cũng do mình tham lam. Đúng là cây bút phiền toái mà. Nếu đột nhiên có rất nhiều tiền thì các bạn sẽ làm gì? Mình chưa bao giờ có nhiều tiền hết á. Mình cũng vậy. Trời ơi, đẹp quá à. Họ nó ra vậy. Ê, đó. Cái bóp này không phải của bạn. Mình nhặt được. Giờ sao? Nhặt được của rơi, trả người đánh mất. Đúng rồi. Mình trả lại cho người mất, có phải họ sẽ vui lắm đúng không? Bạn đã làm được một việc rất tốt. Mình vừa được ba cho chiếc đồng hồ mới nè. Có gì hay chứ, mình cũng có đây nè. Lại đây, mình sẽ cho bạn thấy sự khác biệt. Mình muốn có tốc độ chạy thiệt nhanh, nhanh hơn cả tay to. Bạn chạy thi với mình nha, bụng bự làm trọng tài. Xuất phát. Bạn chạy nhanh vậy. Mình đã nhờ đồng hồ thần kỳ này nè. Thích không? Như vậy là ăn gian đó nha. Mình đền bù mấy bạn thật nhiều món ngon nha. Mình muốn một cái bánh kem thiệt bự. Hả?
À không, mình chỉ muốn cái bánh vừa đủ để tụi mình ăn thôi. Còn mình thích một chiếc nơ đẹp để ngày mai đi thi hát. Mình biết cái này hay lắm nè. Bụng mượn lại gần mình đi. Khoan đổi thân thả. À, mình chơi trò đánh người đi. Bác ơi bác, bác đoán xem đâu là bụng bự, đâu là đốm đi bác. Trời ơi, cái bụng, cái mông tròn ỉn kia chắc chắn là bụng bự rồi. Đang ngoe ngoải cái đuôi đó, chính là đốm. Bác lộn rồi, bạn đốm đây nè. Ơ, à, mấy đứa lại nghịch đồ chơi mới, rồi lừa mẹ phải không? Đố bác, đâu là bạn đốm, đâu là bạn bụng bự? Đây chính là bụng bự, còn bên kia là đốm. Tại vì ba nhìn thấy đồng hồ của đốm và nón của bụng bự kìa. Mấy đứa đổi lại rồi vô bàn ăn cơm đây nè. Hôm nay bác nấu mấy món ngon lắm. Dạ. Đúng là chiếc đồng hồ giúp ta thật vui. Ủa, cái là cái gì vậy? À, mẹ mình nói cái này là con bù nhìn. Vậy tại sao người ta lại đặt ở đây vậy? Mẹ mình nói người ta dùng nó để đuổi chim. Chắc nhìn nó lũ chim sợ vì nghĩ nó là con người nên không căng lúa. Bài khó quá. Hay chút nữa mình đi chơi về rồi làm sao cũng được. Nhưng mà mẹ vô phòng mà không thấy, nhất định sẽ phạt mình. Xong rồi, con bù nhìn này sẽ thay thế mình ngồi ở đây. Mình thật thông minh. Không biết bây giờ đốm có tập trung học bài không nữa. Để lên kiểm tra thử coi. Phải vậy mới ngoan chứ. Mình phải thưởng cho con mới được. Nãy giờ học bài cũng lâu rồi. Đốm ơi, nghỉ ăn bánh đi con. Trời ơi, con với cái dám lừa gạt mẹ. Mình phải dạy cho nó một bài học mới được. Chào đốm. Mẹ ở đây, vậy ai dưới bếp? Tại sao con dám lừa mẹ? Tại bài khó quá, con muốn ra ngoài để thư giãn một chút thôi mà. Nhưng mẹ không muốn con lừa gạt mẹ như vậy. Như vậy là nói dối, không có ngoan. Dạ, con xin lỗi mẹ, từ nay con không dám gạt mẹ nữa. Thôi, con ăn bánh đi, rồi mẹ sẽ cùng con giải bài tập. Dạ, con cảm ơn mẹ.
Mẹ ơi, con còn đem theo cần câu không hả mẹ? Mẹ ơi, con đem theo vợt để bắt côn trùng nha mẹ. Mẹ ơi, con đem theo con robot này được không mẹ? Không cần đâu, mẹ đã chuẩn bị cho đốm đầy đủ hết rồi. Đốm chơi với các bạn vui nha. Đi cắm trại là đi cắm trại, la la la, đi qua là vui. Ba mình nói là phải dựng như vậy nè. Không phải đâu, hôm bữa thầy giáo chỉ khác mà. Theo mình như vậy mới là đúng nè. Thôi hai bạn làm đi, mình không có làm nữa. Không dựng thì tụi mình dựng. Bụng bự dễ dựng ghê. À! Có cơ giới. Có cơ giới. Đốm ơi, hình như có tiếng bụng bự kêu cứu đó. Đốm, tay to, cứu mình với. Đốm, tay to, cứu mình với. Đốm, tay to, cứu mình với. Làm sao lên được bây giờ mấy bạn? Tụi mình phải làm sao bây giờ? À, hay là mình chạy đi kêu người lớn. Giờ mà đi kêu người lớn, lỡ như cọp tới thì sao? À, có rồi, phải tìm một sợi dây. Nhưng tụi mình đang ở trong rừng, tìm đâu ra dây đây? Đi theo mình. Bụng bự đợi tụi mình xíu nha. Tụi mình nhất định sẽ cứu được bạn. Công nhận đốm giỏi ghê á. Vậy mà mình không nghĩ ra. Bây giờ mình cột lại. Như vậy là có dây để cứu bụng bự rồi. Bụng bự nắm chắc dây. Mình về tay to sẽ kéo bạn lên nha. Có lên. Có lên. Cảm ơn đốm và tay to nhiều lắm. Không có hai bạn, mình không biết làm sao để leo lên được nữa. Chúng mình là bạn mà, bạn thì phải giúp đỡ nhau chứ. Đúng rồi đó, là bạn bè thì phải giúp nhau. Mà nè, bụng bự, từ nay ăn ít thôi nha, nặng quá chừng à. Sao bạn ngốc quá vậy? Tại bạn làm ướt cuốn sách của mình. Ướt cuốn sách mà làm gì ghê dữ vậy? Đó chính là cuốn sách mà mình yêu thích nhất đó. Bạn đền đi. Còn lâu, mình không đền, làm gì được mình? Nè nè, có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Hai bạn đừng có cãi nhau nữa. Bạn kêu đếm đền cuốn sách mới cho mình đi. Mình không muốn đền, con gái nhiều chuyện quá. Vậy là từ giờ mình và đốm không còn là bạn bè nữa. Không là bạn bè thì thôi. Xí. Không cần. Con gái lúc nào cũng lèm bèm. Mình làm dính mực có một chút thôi. Mình làm như trời sập vậy đó. Thích thì chịu. Mình cũng không cần ai hết á. Tự nhiên bạn đòi nghỉ chơi làm chi? Bây giờ đốm giận rồi kìa. Kệ, ai kêu bạn ấy làm dơ cuốn sách yêu thích của mình làm chi? Mình ghét đó. Thôi mà, đã hơn 2 ngày rồi, hai bạn cũng nên làm lành đi chứ. Trừ khi đó phải xin lỗi mình trước. Còn lâu, mình không thèm xin lỗi đứa con gái mít nước như bạn đâu. Bạn nói em mít nước hả? Còn gì nữa, giờ mít ướt vừa nhiều chuyện. Sao bạn không đuổi theo? Kệ đi, mình không quan tâm.
tay to gặp nạn rồi đó. Để mình kéo bạn lên. Để mình giúp cho. Không thèm. Sao vậy? Khi nào đốm xin lỗi thì mình mới cho bạn ấy cứu mình. Sao bạn lại cố chấp quá vậy? Ừ, mình là vậy đó. Ai bị bạn có lỗi mà không xin lỗi mình? À, xin lỗi, được chưa? Phải vậy chứ. Sao bạn cố chấp quá vậy? Ai biểu đốm sai mà không xin lỗi mình? Mình chỉ vô tình chứ đâu có ý đâu. Mình xin lỗi bạn rồi còn bắt đền nữa. Ừ, bạn quá cố chấp. Kể cả mạng sống của mình nữa. Vậy là mình sai hả? Chứ sao? Mình không biết, cho mình xin lỗi nha. Từ nay về sau mình sẽ không tính toán chuyện nhỏ nhặt với bạn bè nữa. Vậy mới là tay to dễ thương của tụi mình chứ. Chị về nha. Tạm biệt chị. Bê bê ở chơi với anh ngoan nha. Bye mẹ. À ha, bữa nay có bê bê chơi với anh vui nha. Anh với bê bê chơi đồ chơi nha. Thích quá. Bằng chiêu. Bằng chiêu. Ôi, bê bê không chơi robot nữa đâu. Mình chơi lấy bye bye nhanh đốm. Bê bê cho anh chỉ cho. Bê bê biết điều khiển mà. Bê bê chơi từ nãy giờ rồi. Cho anh chơi một chút đi. Không, em chưa chơi xong mà. Đó, thấy chưa? Anh đã nói là anh sẽ chỉ cho mà không có chịu. Chơi với bà không chơi chúng nào. Em đi chơi trò khác đây. Không hết. Trò này cũng không hết. Bê bê đừng dứt rồi chơi lung tung nữa. À. Bê bê. Anh đốm đẩy xe cho em nữa đi. Bà bê tự đạp đi, anh mệt lắm. Không chịu, anh đốm đẩy đi, anh đốm đẩy đi. Bê bê nhõng nhẽo quá. Trời, cái gì vậy trời? Bê bê, ai cho em lấy màu nước để chơi hả? Đưa đây cho anh. Đây vui vui mà, em không trả đâu. Đưa đây. Cô anh đốm đánh con. Sao đốm lại đánh em? Dạ vậy bê bê nghịch màu nước. Vậy sao con không nói nhẹ nhàng với em mà lại đánh em? Dạ vì bê bê không chịu nghe lời á mẹ. Bê bê, anh đốm nói đúng không con? Dạ. Dạ. Lần sau dù thế nào thì con cũng không nên đánh em như vậy. Vì con là anh của em mà. Dạ, con biết rồi mẹ. Thôi, bây giờ đốm phụ mẹ dọn dẹp nha. Để em lão của anh đốm nha. Anh đốm bê bê xin lỗi. Lần sau bê bê sẽ không như vậy nữa. Bê bê sẽ nghe lời anh đốm. Vậy mới là bé ngoan chứ. Sau này anh cũng sẽ không đánh bê bê nữa. Hai anh em mình. Ah.
nữa rồi. Còn sớm, chắc giờ này ta to với bụng bự chưa tới đâu. Sao giờ này đốm chưa tới nữa? Hẹn 8 giờ mà. Có khi nào đốm quên không ta? Không đâu, tối hôm qua đốm còn gọi nhắc mình nữa mà. Thôi, mình ráng chờ đốm một chút nữa đi. Đúng kỳ ghê, hẹn 8 giờ mà bây giờ gần 10 giờ rồi mà còn chưa tới nữa. Sắp tới giờ mình phải làm bài tập rồi, hay là mình về đi bụng bự? Ừ, thôi về đi. Hả? Chết rồi, 10 giờ rồi, ta tới với bụng bự. Hôm nay đốm của mẹ có chuyện gì mà nhìn buồn vậy? Hai bạn ta to với bụng bự không thèm chơi với con nữa. Sao tự nhiên hai bạn lại không chơi với con? Dạ, lỗi là tại con. Sáng nay con hẹn hai bạn chơi đá banh nhưng là ngủ quên. Con biết lỗi là tốt rồi. Thôi, để mẹ giúp con gọi cho hai bạn nha. Hai bạn tới rồi hả? Cho mình xin lỗi vì chuyện sáng nay nha. Để mình với bụng bự chờ lâu ơi là lâu luôn. Mình xin lỗi mà. À, hai bạn vô ăn bánh kem đi, mẹ mình mới làm, ngon lắm á. Thôi đó, biết lỗi rồi mà, mình ra ăn bánh kem đi. Bụng bự đúng là tham ăn. Hay là mình chỉ chút xíu rồi học. Đốm học bài xong chưa con? Dạ, con còn xong rồi mẹ. Đốm học bài xong đi ngủ sớm nha, mai còn làm bài kiểm tra đó. Dạ, con biết rồi mẹ. Con chúc mẹ ngủ ngon. Ừ. Buồn ngủ quá. Thôi, sáng mai dậy sớm môn bài vậy. Thưa cô, cho con nộp bài. Đốm ơi Đốm, mình ra ngoài chơi ha. Chắc tối qua Đốm học bài khuya nên mệt. Ừ, vậy để Đốm ngủ đi. Hai tụi mình ra ngoài chơi ha. Bài kiểm tra của mình được 10 điểm đó. Mình cũng được 10 điểm nữa nè, vui quá à. Chút nữa phải về khoe với mẹ mới được. Còn đốm được mấy điểm? Đốm chăm học như vậy, tất nhiên là 10 điểm rồi, phải không đốm? Ừ, mình cũng được 10 điểm. Dạ, con chào cô. Ừ, chào tay to và bụng bự. Cô ơi, sáng nay con được 10 điểm kiểm tra đó cô. Con cũng được 10 điểm nữa. Tay to và bụng bự giỏi quá. Vậy còn đốm, con được mấy điểm? Dạ, thưa mẹ, con cũng được 10 điểm. Ôi, đốm của mẹ giỏi lắm. Sao đốm lại nói dối mẹ? Dạ, vì con sợ mẹ buồn, sợ
ba đánh đòn nên... Nhưng đốm đã học bài rất khuya mà. Con xin lỗi mẹ vì con ham chơi nên... Mẹ không trách đốm vì bị điểm thấp, nhưng mẹ thấy rất buồn vì đốm đã nói dối mẹ. Dạ, từ nay về sau con sẽ không dám nói dối mẹ nữa. Mẹ đừng buồn con nữa nha. Được rồi, mẹ tha lỗi cho đốm, nhưng đốm phải luôn nhớ và giữ lời hứa của mình nha. Có chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ, đồ chơi và chuyện tranh của con đâu hết rồi mẹ? Mẹ bỏ đi hết rồi. Nhưng tại sao? Do con ham chơi quá, không chịu lo học. Thầy giáo mới gọi điện thoại cho mẹ sáng nay, nên mẹ đã dọn hết, đem cho em Su Su của con rồi. Không biết đâu, sao mẹ không hỏi ý kiến con chứ? Ông chị ở đâu, trả lời chơi và chuyện tranh cho con. Không nói nhiều, mẹ đã quyết định rồi. Bây giờ đi học nhanh lên. Con ghét mẹ, mẹ không thương con. Nè, con chạy đi đâu vậy hả? Đứng lại. Con mới nhà nữa, mẹ không thương con. Con mới nhà nữa, mẹ không thương con. Mẹ không có thương mình gì hết. Mình không muốn ở nhà nữa. Cái hang này dẫn mình tới đâu vậy ta? Anh à, em lỡ dọn hết đồ chơi và truyện tranh của con vì muốn nó học tốt hơn. Ai ngờ nó lại bỏ nhà đi. Bây giờ anh và em chia nhau ra tìm thằng bé. Khi thấy nó thì báo cho anh hay nha em. Sao nơi này quen quen vậy ta? Sao giống nhà mình hồi trước vậy? Em đi ngủ trước đi, để anh chăm con giùm cho em. Anh cứ đi ngủ trước đi, con nó bệnh như vậy sao mà em yên tâm ngủ được. Ồ ơ dí dầu cầu giáng đông. Ủa, đó là mình hồi nhỏ sao? Con của mẹ mau chóng khỏe mạnh nha con. Nhìn con đau yếu như vậy, mẹ đau lắm. Mẹ mình thương mình như vậy mà mình cứ nghĩ mẹ không thương mình. Mình hối hận quá. Anh thấy con chưa? Vẫn chưa. Cũng tại em mà con nó mới bỏ nhà đi đó. Mẹ ơi, con có sao không con? Mẹ lo quá, mẹ xin lỗi con. Con cũng xin lỗi mẹ, con nó hiểu sai về mẹ. Thôi, con nó về là mừng rồi em. Con đói rồi phải không? Về nhà, mẹ nấu cơm cho con ăn nha. Con thương ba mẹ nhất trên đời. Sao con không ngồi vào bàn mà đọc? Đọc kiểu này hư mắt đó con. Có sao đâu mẹ, con đọc như vậy hoài mà có bị gì đâu. Sao con không lại gần ánh sáng mà đọc? Đọc như vậy sau này con bị cận đó. Có sao đâu ba, con đọc như vậy dễ hơn. Mà đọc hoài có bị sao đâu ba. Ừ.
dậy đi học đi con. Đốm, dậy đi học. Sao kỳ vậy nè? Nhanh lên Đốm ơi, gần trễ giờ học rồi. Dạ, con xuống liền. Con bị sao vậy? Mắt mũi để đâu vậy hả? Con không biết nữa. Sáng dậy con thấy xung quanh nó mờ mờ. Mẹ nói rồi mà cãi mẹ. Bây giờ mắt con như vậy sao đi học được nữa? Để mẹ xin phép cô cho con nghỉ một ngày, rồi đưa con đi khám mắt mới được. Dạ. Giờ mình không sợ mờ nữa. Đúng là chiếc kính kỳ diệu. Đẹp quá. Như vậy còn thích hơn cả bình thường. Mẹ ơi cứu con. Mẹ ơi cứu con. Con biết lỗi rồi mẹ. Con sẽ không thức khuya, không đọc truyện tranh nhiều nữa. Xem phim hoạt hình xong, học bài rồi con sẽ đi ngủ ngay. Như vậy mới là đúng ngoan của mẹ. Ước gì giờ này mình đang ở cửa hàng bán đồ ăn, mình sẽ ăn cho đã. À! Trời ơi, cái gì vậy nè? Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Ôi trời ơi, con ở đâu ra vậy? Sao mẹ không nghe thấy tiếng bước chân của con? Con cũng không biết tại sao con lại ở đây nữa. Hồi nãy con lượm được cái này nè, con chỉ cầm lên vậy thôi á. Không lẽ là tại nó có thể dịch chuyển không gian sao? Nhưng nó ở đâu ra? Với cái này ta có thể làm được biết bao nhiêu là thứ. Ta muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì tùy ý. Đảo quá đi. Bạn vừa ăn kẹo của mình đúng không? Con mắt nào của bạn thấy mình ăn kẹo của bạn hả? Bạn không ăn, không để nó tự biến mất. Mình không biết rồi nha. Ê đứng lại. Mà không ai có thể ngăn cản được. Chết. Sao ra xuống rồi? Chụp được rồi. May mà an toàn. Giờ mình chỉ muốn về nhà thôi. Mau đưa tay về nhà. May mà vẫn có thể về nhà được. Nếu không thì không biết sao nữa. Ta không còn thứ nguy hiểm như vậy nữa. Ghê quá à. Như là chơi với súng vậy á. Không biết khi nào sẽ chết nữa. Quăng đi cho yên chuyện. Đốm ơi, bạn giúp mình với. Cái này nó nặng quá à. Dạ.
Một, hai, ba. Dạ. Dạ. Đau quá. Dạ. Ui da. Cảm ơn nha. Chụp nè. Ngon thiệt. Đúng, giúp mình mang thức ăn ra đi nào. Giơ tay lên. Không giỡn với các bạn đâu nha. Thức ăn của tôi da tôi dài lắm. Mẹ ơi cứu con. Tên xa rác, đừng bỏ trốn. Mục tiêu đã bị bắt. Mục tiêu đã bị bắt. Các ngươi là tù nhân mới của hành tinh tươi xanh, với tội danh vứt rác bừa bãi. Đây là trái đất, ông không có quyền bắt chúng tôi. Vứt rác ở đâu mà chẳng như nhau. Thật không có ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng. Tiêu rồi, vĩnh biệt trái đất. Nhốt chúng vào nhà giam rác bẩn. Họ nói xạo, phòng sạch vậy mà. Trời rác, cứu mình chơi, mình chết rồi, cứu mình chơi. Mang đưa tay cho mình nào. Hi, thả tôi ra, tôi ra. Thả ra, thả ra. Thả tôi ra, thả tôi ra. Cả hai dậy đi nào. Về thôi. Dậy, dậy. Ui da, rác đè, chứ phải chuột cắn lỗ tai đâu ta. Thật kinh khủng. Nói gì mà mình không hiểu gì hết à. Dọn sạch chỗ này trước khi về nha. Không thì thành tù nhân của hành tinh tươi xanh đó. Trời đất ơi, nóng quá. Rồi. Thích quá, mát quá. Đốm, sao con không tắt đèn và quạt? Dạ, chút nữa con lên mà mẹ. Sao con lại mở toang tủ lạnh ra vậy? Dạ, con mở cho mát. Con phải biết tiết kiệm điện chứ. Hơ, cúp điện rồi. Con ra ngoài chơi cho mát nha mẹ. Trời nóng quá, không chạy nổi nữa rồi. Ừ, mệt quá.
về nhà tắm thôi. Ừ. Đốm, con làm cái gì mà nước tràn ra ngoài ướt hết cả nhà vậy hả? Hết điện rồi đến nước, con phải biết tiết kiệm chứ. Dạ, con xin lỗi. Nhiều nơi trên thế giới vẫn còn khan hiếm nguồn nước sạch và vẫn chưa có nguồn điện, khiến cho đời sống sinh hoạt vô cùng khó khăn. Tội nghiệp họ quá hả mợ. Chính vì vậy nên Đốm càng phải biết tiết kiệm điện và nước hơn nha con. Dạ, bây giờ con hiểu rồi mẹ. La 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 la. Chán quá, chán quá, không có gì vui hết á. Nhưng biết làm gì bây giờ? Mình có chỗ nào khác để khám phá không ta? Chỗ này đi hết trơn rồi. Để mình suy nghĩ. Có rồi. Wow! Ôi, phòng nghiên cứu của ba Đốm thật là bự. Ôi, có cá nữa nè. Ừ, mà sao hồ cá lại không có nước? Ủa, sao mà hoa mà biết nhảy múa nữa kìa? Lạ ghê. Mấy bạn thấy thích không? Hơi lạ, nhưng mà... Nhưng sao? Nhưng không lẽ Đốm dẫn hai tụi mình đến đây chỉ để xem cái phòng nghiên cứu của ba Đốm thôi sao? Đúng rồi đó. Tất nhiên là không phải như vậy rồi. Đây rồi. Đâu? Cho mình coi với. Công thức chế tạo. Hay bạn làm theo công thức đó xem như thế nào? Để mình thử. Hình như sắp được rồi đó. Nhưng đâu có thơm đâu. Chưa xong, còn một thứ nữa. Còn thứ này nữa. Ôi, thơm quá. Cho mình hửi với. Mình nữa. Ba về rồi nè Đốm. Đốm ơi, con đâu rồi? Ba đứa đang làm gì vậy? Con. Có phải lại phá đồ của ba phải không? Dạ tụi con. Các con có biết tự vào phòng người khác mà không xin phép là bất lịch sự lắm không? Dạ, tụi con xin lỗi ba. Còn thêm quậy phá đồ đạc mà mình không biết sử dụng là cực kỳ nguy hiểm. Dạ, tại bạn Đốm nói. Cả ba đều có lỗi nên không cần đổ lỗi cho nhau làm gì. Bác phạt hết cả ba cho bỏ tật phá đồ đạc nguy hiểm. Từ ngàn xưa, trái đất là một nơi trong lành. Mẹ thiên nhiên cho phép mọi sinh vật sống thoải mái, tự do. Thế nhưng, con người ỷ vào máy móc mà đang dần hủy hoại thiên nhiên vì lòng tham của mình. Và máy móc đang nổi loạn chống lại con người. Khói ở đâu bay tới mà nhiều quá chừng vậy nè. Ui. Khói từ các nhà máy xả ra ngày càng nhiều. Trời ơi, động đất hả?
Ê, cây xanh không phải là thức ăn đâu nha. Ôi anh ơi, chạy lại đỡ ba đi đốm. Ba, ba, ba có sao không? Thần cây ơi, không lẽ người không làm gì tên xấu xa này sao? Chà. Dạ. Hay quá, con robot ngụm củ tỏi ơi. Tin mới nhận, một đoàn robot không hiểu từ đâu ra đã tấn công tất cả các khu dân cư trong thành phố. Tình hình hết sức nguy cấp. Trời ơi, lũ robot bắt đầu nổi loạn rồi. Là do con người tự chuốc lấy. Ông nói như vậy là sao? Lũ robot này do con người tạo ra để chặt cây, đào mỏ, phá núi. Con người phá hoại thiên nhiên thì có lúc robot phá hoại con người. Cháu rất đặc biệt, ta đã nghe được tiếng khóc của cháu. Nghe ta nói, cháu cùng gia đình phải chạy đi. Mọi việc ở đây cứ để cho ta lo. Nhanh đi vào cổng dịch chuyển, nó sẽ dẫn cháu tới nơi cháu cần tới. Nhưng mà còn ông thì sao? Ta đã ở đây cản tên mày lại. Còn nhiệm vụ của cháu là cứu lấy trái đất. Con sẽ không để ông ở đây một mình đâu. Đi,
Đi đi, đi tới rừng Cát Tiên. Ở đó sẽ có người dạy cho cháu cách sử dụng năng lực của mình. Vì cháu là người được chọn. Sờ vào các chỗ bị héo xem. Yeah, thành công rồi. Đúng như ta nghĩ, cháu có sức mạnh thiên nhiên trong người. Thử mới biết chứ. Hay quá, chặn được rồi. Đợi xíu, hình như có con gì giống khúc gỗ nè.
Đau quá. Mỗi lần kích nổ, cơ thể của nó cũng bị thương. Nhưng sao con này nó tỉnh queo? Nó đã hít phải khói đen của các nhà máy. Làm sao chặn nó lại đây? Hãy dùng năng lực của cháu đi. Sao em có linh cảm không tốt cho thằng Đốm? Hey!
Kỳ đầy là bệnh tiêu là cái chết. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Tất cả bình tĩnh, hãy gọi người đó ra đây. Người đó là ai? La 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 la. Có cả cái voi bơi dưới đất nữa hả ông? Thiên nhiên đầy những thứ mà con chưa biết đâu. Trời ơi, nó nuốt hết luôn rồi kìa. Chưa tới phần hay nhất đâu. Wow, hùng vĩ quá. Wow, đẹp quá. Tay của cháu sao rồi? Vì con trai cô là người nắm giữ quyền năng của thiên nhiên. Trái đất từ xưa đã được mẹ thiên nhiên nuôi dưỡng. Mẹ thiên nhiên cho 5 nguyên tố cơ bản để phát triển. Mẹ cho nước để uống, cây cối để hít thở trong lành, lửa để xua tan đêm đen, đất đai để sinh sống, và kim loại để con người phát triển. Nhưng con người không hề biết quý trọng thiên nhiên. Họ dùng những robot để khai thác thiên nhiên. Không may, robot nổi dậy, chúng tấn công con người. Ý ông nói là con người và thiên nhiên đã gặp nguy hiểm. Chính xác, nhưng vẫn còn hy vọng. Đó là con đố đốm. Thằng đốm nó biết ăn ngủ thôi chứ hy vọng cái gì. Vì sức mạnh của các nguyên tố thiên nhiên đang ở trong người của con đố đốm. Vô lý, không thể nào. Ba mẹ coi chừng. Nó đã bị điều khiển rồi. Đúng vậy, thằng nhóc này có sức mạnh thiên nhiên, sức mạnh mà ta đang cần. Mẹ ơi, cha mẹ lại đây, cha mẹ tôi lại đây.
trong hai tên. Tập luyện có hiệu quả quá. Ngầu quá. Ủa, Mụ Mụ, có phải Mụ Mụ không? Đốt, đốt thiệt hả Đốt? Oh yeah. Hay quá, bạn cũng ở đây. Để mình kể cho bạn nghe chuyện này ghê lắm nè. Thì ra thành phố của mình bị robot phá nát nên bạn mới trốn ra đây hả? Ừ, còn bạn thì sao? Từ đó mình đã luyện tập rất nhiều để kiểm soát được năng lực thiên nhiên. Ê, có lần mình nhìn thấy một tên giống y chang như Đốm kể vậy. Ở đâu? Ở đâu? Ở núi Nghiên. Tên sừng trâu kia, kế hoạch của nhà ngươi không bao giờ thành công đâu. Câm miệng, ta là mặt nạ hai sừng, chắc chắn ta sẽ bắt được mẹ thiên nhiên. Đốm của ta chắc chắn sẽ thắng nhà ngươi. Để xem. Chưa sáng mà. Chưa sáng cũng phải đi. Đi tới núi Nghiên chứ đi đâu. Đi lên. Nói nghe nè, núi Nghiên nguy hiểm lắm đó nha. Tới đó toàn robot không á. Nguy hiểm hả? Nguy hiểm như thế nào cũng phải cứu mẹ mình ra. Đi đâu vậy Đốm? Nó phải đường đó đâu. Đường tới núi Nghiên ở đây mà. Mai mốt làm thang máy đi cho nó đỡ mệt nha. Mệt quá à. Để xem. Thank you.
mà chỉ ra chỗ này. Bên này nè, bên này nè. Muốn tới được núi Nghiêng á là phải qua cái ống trượt trên này nè. Vậy trượt liền đi. Có nước đâu mà trượt trời. Trời, chị nhỏ. Vậy thì trượt khó thôi, giống cầu trượt á. Ê, ê, đừng có giỡn nha. Ê, ê, ê. Bụng bự trốn đi, để bọn này cho mình xử lý. Vậy đi cứu mẹ mình đi. Nhưng còn bạn ở đây thì làm sao? Đi nhanh đi, bọn này là chuyện nhỏ với mình mà. Bây giờ tới tụi bay, ngon nhào vô cây. Cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện, nhanh hơn ta tưởng. Chính người đã bắt mẹ ta. Người đã luyện tập rất kỹ đó. Tay phải là lửa, tay trái là cây, chân phải là đất,
chân trái kim loại, nước phun ở miệng. Trận này ta thắng. Ta sẽ lấy năng lực của ngươi. Sáng này ấm quá. Mẹ Thiên Nhiên. Đúng rồi đó Đốm, con đã rất kiên cường. Đã vậy, ta bắt luôn mẹ Thiên Nhiên. Ngông cuồng, robot các người nghĩ có thể tàn phá được Thiên Nhiên sao? Con người đã tạo ra máy móc phá hoại Thiên Nhiên, phá hoại cả con người. Lá chắn ozone. Đúng rồi, đúng. Cứu được mẹ bạn ơi nè. Đầu hàng đi, ngươi thua rồi. Ngươi thua không phải ta, không phải robot, mà là loài ngươi. Ngươi nói vậy là sao? Hãy nhìn xung quanh ngươi đi. Thiên Nhiên đã bị chính các ngươi phá hủy. Chính con người đã phá hủy Thiên Nhiên, đã tạo ra robot chúng ta phá hoại Thiên Nhiên. Đúng vậy, con người vì lòng tham của mình mà đã phá hoại Thiên Nhiên. Vậy thì mẹ Thiên Nhiên phải đi trừng phạt con người chứ không phải ta. Ta không trừng phạt ai hết. Cả con người và robot đều là con của ta. Cả hai đều xứng đáng có một cơ hội nữa. Trái đất này là của muôn loài, thiên nhiên nuôi dưỡng vạn vật. Vì vậy, tất cả cần chung tay để bảo vệ trái đất. Chắc cái này của ba rồi. Đốm ơi, xuống ăn sáng rồi con đi làm nè con. À, hôm nay con được nghỉ học mà mẹ. 23 tuổi rồi mà còn đi học cái gì nữa hả? À... làm cái gì mà ngây ngô vậy? Con tưởng con còn nhỏ lắm sao? Mới ngủ một đêm sao 23 tuổi được? Không thể nào, có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nhanh lên, hai ba con cùng đi, trễ giờ rồi kìa. Ôi không, là do cái ghế di chuyển thời gian của ba đưa mình tới tương lai. Con vào trước đi, ba đi đậu xe. Đốm, chuyên gia nghiên cứu bảo tồn khủng long. Hả? Wow. Bạn làm quá không à. Trời ơi, tự nhiên bấm nút mở trần nhà chứ vậy. Ê, khủng long bỏ chúa kìa. Con này chạy dơ quá ha. Nói năng như con nít vậy. Thì mình nhớ là con nít mà. Ê, ê, ê.
Cái gì ở đằng trước kìa? Là chân của khủng long bạo chúa. Ê, lại đây coi nè. Đừng chọc lét mình nữa. Giờ nói là kiếm được liền. Hay quá à Đốm. Khẩn cấp, bụng bự, mai đến phòng kiểm sang. Khẩn cấp, bụng bự, mai đến phòng kiểm sang. Thank you.
ổn rồi. Kiểu này tụi nó bị thương mất. Hãy cản tụi nó lại thôi. Mong con cô muốn mẹ nó đánh nhau nè. Tại sao lại có tới hai đốm lận? Vậy đốm nào là đốm thiệt đây? Ôi yeah! Đúng rồi, là cái ghế xoay thời gian phải không? Ờ, à, đúng rồi, cái ghế xoay thời gian đưa mình tới đây. Mà sao bạn biết vậy? Mình chính là bạn. Mình là bạn của tương lai đó. À, thì ra là vậy. Ờ... Xin giới thiệu với hai bạn, đây là đốm 7 tuổi. À, thì ra là vậy. Hèn chi hôm nay nói chuyện như con nít. Thôi bạn về đi, ba mẹ lo lắm á. Mốt lớn lên tụi mình làm ở đâu không? Ở đâu? Công viên khủng long. Đau không à? Làm gì cái chuyện đó? Có chứ. Chỉ cần mọi người cố gắng học là ước mơ sẽ thành sự thật thôi. Hey.
Hay là tụi mình đi thăm khủng long đi, xem bạn ấy đã lớn thế nào rồi. Nhưng mà ba đốm sẽ... Không có sao đâu, mình sử dụng ghế sai thời gian chút xíu à, ba đốm không có để ý đâu. Thôi, hay là mình đừng có đi nữa, mình chưa xin phép ba đốm mà. Ba mình không có ở nhà, ba mình đi họp bên trung tâm xuyên thế kỷ rồi. Vậy tụi mình đợi ba đốm về rồi tụi mình thẳng đi. Các bạn rắn rối quá à. Nhanh đi, ba về là không có được đi thăm khủng long con đâu á. Tại ba đốm đi họp rồi nên không có ai mở đèn hết trơn á. Yên tâm đi, đốm biết chỗ cất đèn pin và chìa khóa. Mấy cái công tắc mật mã này bị cháy rồi. Sao vậy đốm? Mình cũng không biết nữa. Nhưng hệ thống định vị và an toàn bảo mật đã bị chập mạch rồi. Vậy làm sao bây giờ? Ba đốm có biết không? Chúng ta vào bên trong xem thử thôi. Đếm coi kìa. Hình như ở đây mới diễn ra một trận đánh nhau thì phải á. Ba đốm đâu rồi? Có thật là ba đốm đi họp không? Điện thoại đã bị cắt rồi. Chắc chắn có ai đó đã làm chuyện này. Vậy giờ mình phải làm sao đó? Bụng bự gì tới to, tụi mình phải dùng chiếc ghế dịch chuyển thời gian thôi. Bạn không còn đi đâu hết đó, tụi mình đã tới đây rồi. Sao các bạn đến đây vậy? Có chuyện gì xảy ra hả? Cách đây một giờ, tụi mình được thông báo rằng kẻ giấu mặt X đã trốn khỏi phòng giam giữ đặc biệt để thực hiện âm mưu bá chủ của hắn. Kẻ giấu mặt X là ai? Có liên quan gì tới tụi mình không? Mình cũng không biết có liên quan tới các bạn không, nhưng mà theo hệ thống định vị không gian á, thì cách đây 30 phút kẻ giấu mặt X đã vượt thời gian đến không gian của các bạn đó. Mình nghĩ nó có liên quan đến trận hỗn chiến ở đây nè. Ủa, ba đâu rồi đó? Ba đi đâu rồi đó? Không có ở đây. Mình đến đây thì thấy mọi thứ đổ nát như vậy nè. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta cùng đi tìm ba đi. Đốm, con có thấy ba không? Con đây là... Đây là tụi con đến từ tương lai. Tụi con cũng từ phòng nghiên cứu của ba về. Ai đó đã đập phá mọi thứ ở đó đó mẹ. Trời ơi, vậy ba có làm sao không? Tụi con cũng vừa nghe tên. Không biết tên giấu mặt X đó có phải là người gây ra hay không nữa. Đã có một sự kiện rất lạ lùng xảy ra. Tại sở thú đã không còn một con thú nào. Cơ quan chức năng đang điều tra chuyện gì đang xảy ra. Các bạn, chúng ta phải đến ngay sở thú. Biết đâu sẽ tìm thấy được cái gì đó. Được đó. Cho tụi mình tham gia cùng với nha. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ luôn là một đội mà. Các con đi cẩn thận nha. Có tin tức gì của ba là gọi ngay cho mẹ nha. Dạ, tụi con biết rồi. Các chuồng thú vẫn còn bị khóa. Chúng làm thế nào để đưa thú ra mà không phá khóa ta? Lạ ghê á. Mấy con thú to mà,
chở đi đâu thì cũng bị phát hiện chứ. Ê, có cái gì đằng kia kìa các bạn. Chào anh bạn nhỏ, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Đừng sợ nha, tụi anh không làm hại em đâu. Ủa, các loài thú khác đâu rồi? Sao chỉ có mình em vậy? Chúng ta tới đó xem đi. Đã có một sự kiện rất lạ lùng xảy ra. Tại sở thú đã không còn một con thú nào. Các bạn, chúng ta phải đi theo nó. Bám chặt vào. Kỳ tiền kỷ sinh ra cách thời hiện đại 160 triệu năm trước đó. Ơi vui quá, vậy là cùng thời với khủng long nhỏ phải không? Khủng long nhỏ ơi, khủng long nhỏ, tụi mình đây nè. Cùng thời gian nhưng vị trí có thể khác nhau, nên mình nghĩ không có khủng long nhỏ ở đây đâu. Chưa tìm sao biết được, chúng ta đi tìm thử xem. Các bạn có nghe âm thanh gì không? Xảy ra vậy? Tại sao? Chúng bị biến thành robot bởi chiếc máy kia rồi. Nhưng sao lại có cái máy này ở đây? Ai đã làm điều đó? Giấc mơ bá chủ địa cầu của ta không còn xa nữa. Với sức mạnh của đội quân động vật khổng lồ này thì ta sẽ là vô địch. Chúng bị biến thành robot bởi chiếc máy kia rồi. Nhưng sao lại có cái máy này ở đây? Ai đã làm gì đó? Cư dân địa cầu không bao giờ để cho My thực hiện được điều đó đâu. Yếu đuối như các ngươi mà đòi chống lại ta. Biết khôn thì mau mau nhân tạo nhiều chất emo cho ta, còn không thì... Kìa bác. Đừng để tên X nghe thấy. Đừng trách ta độc ác, đừng ngoan cố nữa, hợp tác đi. Không bao giờ ta tiếp tay cho ngươi hại người đâu.
không có hại. Ta chỉ thay thế bằng những cư dân mới tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn và biết nghe lời ta. Không bao giờ máy móc lại có thể thay thế được con người, uổng công vô ích. Em mô mà ngươi đã tạo ra cho cư dân của ta, cư dân của ta sẽ bất tử. À, sao lại như vậy? Nó bị kích động đó. Thành ít đã kích điện em ấy rồi, chắc là em ấy đau lắm. Ui da, đau quá. Hình như đó là khủng long con của chúng ta kìa. À, thì ra tiếng này đó là do mi gây ra. Ba ba, ba là ba, ba có nghe tiếng con gọi không? Ba bị ngất xỉu rồi, giờ phải làm sao? Xỉu rồi, giờ phải làm sao? Mình phải về trong đó đi cứu ba. Không vào rồi đâu rớt, phòng đó kiên cố lắm. Mình có lấy từ phòng thí nghiệm mấy viên thuốc tan chảy nè, chất liệu nào cũng tiêu hết. Con thú uống chất emo mới một ngày thôi, cho nên các con thú chưa thể tự điều khiển được. Giai đoạn đầu của chất emo chỉ là những hành động bắt chước từ hành vi mẫu mà thôi. Nào các con, hãy thuần phục đám thú hung dữ ấy bằng tình yêu thương của mình. Hãy yêu thương chúng đi. Làm sao yêu thương được bác? Nó đang chuẩn bị ăn thịt.
Thank you.